Hân hỉ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 dự đoán có thể có một số vấn đề về tài chính. Bạn phải xử lý tiền một cách khôn ngoan, lập kế hoạch ngân sách của bạn trước khi bạn chi tiêu. Có thể có một số rắc rối rơi vào bạn, vì vậy hãy cẩn thận, chú ý hơn đến sức khỏe của bạn đời của bạn. Và những người làm công ăn lương sẽ phải đối mặt với những vấn đề trong công việc, hãy xử lý chúng một cách bình tĩnh. Trong khi đó thì một lịch trình làm việc bận rộn là không thể tránh khỏi trong năm nay. Mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nạp âm ngũ hành là Sa Trung Thổ, đa phần là người lợi quan cận quý, bản tính kiên cường, không thuận nhân tình, sự nghiệp hiển vinh. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng. Vậy nên gia chủ sẽ dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài. Trong năm Canh Tý 2020 này, các gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần chú ý về việc học hành, công danh nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc thì tùy hứng nên cần phải có sự hướng dẫn chỉ bảo từ người thân. Nếu giữ tính cách như vậy thì bạn sẽ không thể có được sự nghiệp vững chắc, không thể thành công. Hung thần kình dương không vong chiếu mệnh, đây là hung thần ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ, gây nên những rối loạn trong cuộc sống của gia chủ và những bất hòa. Ngoài ra thì trong năm nay, dễ dàng cùng với người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Hóa giải bằng cách treo trong phòng khách phát khí phong thủy, thất tinh bát quái trận đồ để hóa giải thị phi, tăng cường quan vận và tài vận của mình. Về tổng quan vận hạn của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Canh Tý. Tuổi Đinh Tỵ nam mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi việc được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên thì có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này thì được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao thái âm tốt cho cả nam và nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ tháng 11. Nữ vì sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh sẽ là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Có vấn đề tương đối nhiều, ra vào thì cần phải đề phòng trộm cướp, mọi chuyện ắt phải đề phòng có người hãm hại. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Tỵ Dậu Sửu hóa kim và các tháng Tỵ Ngọ Mùi Tý Sửu, tức là các tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi này trong bộ tam hợp thì cần phải chú ý những tháng trên, nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Dậu sẽ chọn ngày hoặc giờ là Sửu, và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Sửu thì sẽ chọn ngày giờ là Dậu. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Sửu, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, tháng 4 và tháng tu nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là nhâm, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi nhâm như là nhâm thân 1992, nhâm tuất 1982, nhâm tý 1972, nhâm dần 1962 và nhâm ngọ là 2002. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh.
Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương quý nhân của Đinh Tị sinh 1977 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi sinh năm 1959, Ất Hợi sinh năm 1995, Tân Hợi sinh năm 1971, Đinh Hợi sinh năm 2007, Quý Hợi sinh năm 1983. Do Tị Hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Hợi. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Thân Tị thuộc bộ lục hợp nên những mệnh chủ tuổi Thân trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã liên quan đến phần động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ bao gồm là Hợi, các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Quý Hợi sinh năm 1983, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Ất Hợi sinh năm 1995. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bày trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng thì cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm phải kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 44 tuổi, theo cách tính này thì trong năm nay mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Đinh Tị là 44 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai thì gia chủ năm nay cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay, năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Còn đối với nam mạng Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ thuộc cung khôn thổ, xếp theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Miên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Đinh Tị sinh năm 1977, cung Khảm Thủy xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch đó là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng sẽ phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly.
chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cùng tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hẳn, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi. Phục vị là sao tảo bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái, phải lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao cự mộc thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Đinh Thị sinh năm 1977 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thì thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí gì sẽ cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây ngọc ngân.
Trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loài cây mang đến sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim như tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Ngọc ngân thì còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc, đem lại đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng vàng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thuộc mệnh kim. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình. Để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.